Đây là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Đây là đài truyền thanh Tĩnh Gia. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức hội thảo khoa học giải pháp phục hồi sinh kế, đảm bảo an sinh xã hội tại xã Hải Yến sau tái định cư. Huyện ta tập trung chống hạn vụ hè thu, vụ mùa. Phóng sự vượt lên nỗi đau da cam dioxin. Bản tin an toàn giao thông. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện ta từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 7. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 30 tháng 7 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Tĩnh Gia đã tổ chức hội thảo khoa học giải pháp phục hồi sinh kế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã Hải Yến sau tái định cư. Đây là nội dung nằm trong khuôn khổ chương trình của lớp bồi dưỡng kỹ năng mềm thuộc dự án bồi dưỡng năng lực cán bộ địa phương do công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn, Trường Chính trị tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện phối hợp thực hiện. Tham dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn, Công ty lọc hóa dầu Nghi Sơn. Về phía huyện, có các đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Phạm Văn Nhiệm, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo các xã Nguyên Bình, Mai Lâm, Tĩnh Hải, Hải Yến cùng các học viên của lớp kỹ năng mềm. Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh, lãnh đạo ngành hữu quan của huyện và cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể xã Hải Yến tham luận, đánh giá tình hình kinh tế xã hội của người dân bị ảnh hưởng và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với xã Hải Yến sau tái định cư. Mục đích vai trò của phục hồi sinh kế, đồng thời đưa ra các giải pháp phục hồi sinh kế đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã Hải Yến như tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền trong xây dựng mô hình câu lạc bộ liên hệ, tự giúp nhau, phát huy vai trò của người dân và nguồn lực xã hội trong việc phục hồi sinh kế, phát triển các cơ sở sản xuất kinh doanh, phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên và hội phụ nữ trong việc xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, giải pháp hỗ trợ kinh doanh gia đình, hỗ trợ tìm kiếm việc làm và đào tạo nghề, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp. Thông qua hội thảo nhằm thống nhất nhận thức trong đảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị xã Hải Yến về tầm quan trọng của việc phục hồi sinh kế, giải quyết việc làm cho người dân, đề xuất các giải pháp, các chương trình hiệu quả, khả thi, từ đó xây dựng thành những chương trình cụ thể thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phục hồi sinh kế, dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn, theo quyết định số 4993 ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân đã nhường đất cho dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn. Ngày 29 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị sau ban đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2016. Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2016, Ủy ban Nhân dân huyện đã xây dựng chương trình công tác trọng tâm, ban hành nhiều chỉ thị, kế hoạch công văn để tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ. Trong đó, trọng tâm là chỉ đạo gieo trồng chăm sóc cây trồng vụ hè thu, phòng chống hạn, kiểm tra đình chỉ hoạt động khai thác cát trái phép tại xã Định Hải, Hồ Khe Trầu, xã Trúc Lâm, tổ chức thành công diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn năm 2016. Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, trong đó trọng tâm là giải phóng mặt bằng cảng hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn, đường ống nước thô khu kinh tế Nghi Sơn, khu công nghiệp Luyện Kim, v.v. Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, các ngành hữu quan đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của quê hương đất nước, chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia
và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017. Tổ chức rà soát cán bộ quản lý giáo viên để luân chuyển và bổ nhiệm lại. Trong tháng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, nêu lên một số vấn đề đang tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ tháng 7, đồng thời đóng góp các ý kiến đề xuất để thực hiện tốt nhiệm vụ trong tháng 8. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, yêu cầu các ngành đơn vị trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 đã được xác định. Trong đó, trọng tâm là tiếp tục chỉ đạo chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ hè thu, triển khai thực hiện thí điểm các mô hình sản xuất theo đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Chuẩn bị tốt các điều chuẩn cho năm học mới 2016-2017. Triển khai kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ năm 2016. Tập trung chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới tại 4 xã điểm là Anh Sơn, Thanh Sơn, Ngọc Lĩnh, Thanh Thủy. Thành lập các đoàn về địa phương kiểm tra việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo kiến nghị của người dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng 71 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Ngày 29 tháng 6, Trung tâm Y tế huyện tổ chức hội nghị sơ kết công tác y tế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016. Tới dự có đồng chí Nguyễn Bá Phương, trưởng phòng y tế huyện và lãnh đạo các cơ quan ban ngành liên quan. Đồng chí Nguyễn Văn Thiệp, giám đốc Trung tâm Y tế khai mạc hội nghị. Với nhiệm vụ trọng tâm là tập trung đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến xã, nâng cao ý đức, chất lượng phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân. 6 tháng đầu năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song Trung tâm Y tế huyện đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Trong đó, Trung tâm Y tế huyện đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện xây dựng các văn bản chỉ đạo và các chương trình kế hoạch bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân và giải quyết các vấn đề phát sinh trong chuyên môn y tế, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án y tế triển khai trên địa bàn. Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo nguyên tắc 4 nguyên tại chỗ và chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng trong tình huống dịch khẩn cấp xảy ra, chủ động tổ chức thực hiện đạt tiến độ, mục tiêu, chỉ tiêu các chương trình dự án y tế như phòng chống sốt rét, ký sinh trùng, côn trùng, phòng chống lao, sốt xuất huyết, HIV/AIDS, tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em, công tác dân số, kế hoạch gia đình, truyền thông giáo dục sức khỏe, chăm sóc sức khỏe, tâm thần cộng đồng, phòng chống mù lòa, phòng chống bú cổ và chương trình an toàn vệ sinh an toàn thực phẩm, chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe học sinh. Nhờ làm tốt công tác nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến xã, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, góp phần hạn chế tình trạng quá tải ở tuyến trên, nên số lượng người bệnh đến khám và điều trị ở tuyến xã ngày càng nhiều. 6 tháng đầu năm, các trạm y tế xã thị trấn đã khám bệnh cho 66.154 lượt người, điều trị được 35.217 lượt người. 6 tháng cuối năm 2016, Trung tâm Y tế huyện tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh do thiên tai thảm họa gây ra, nâng cao chất lượng hoạt động y tế xã, tăng cường y đức từng bước đáp ứng yêu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Trong đó phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, dự án chương trình mục tiêu quốc gia y tế đang triển khai trên địa bàn. 100% các ca dịch bệnh được giám sát, khống chế, không để dịch lây lan rộng, không có tử vong do dịch tại cộng đồng. Tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 95%, giảm tỷ lệ mắc các bệnh liên quan đến thực phẩm, không có vụ ngộ độc thực phẩm lớn xảy ra. Chỉ đạo hai xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại trạm y tế xã, quán triệt thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, đẩy mạnh thực hiện phong trào, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho toàn thể viên chức, người lao động, phấn đấu không có cán bộ vi phạm quy tắc ứng xử và y đức.
với xác định kinh tế biển tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong sự phát triển kinh tế của địa phương. Xã Hải Châu đã tạo điều kiện về cơ chế, chính sách để ngư dân tích cực đóng mới tàu thuyền vươn khơi đánh bắt hải sản. Hiện nay toàn xã có 107 tàu thuyền, trong đó có 20 chiếc tàu công suất từ 90 CV trở lên. Nhờ có thời tiết thuận lợi, trong 6 tháng đầu năm 2016, ngư dân xã Hải Châu vươn khơi đạt tổng sản lượng hải sản đánh bắt và khai thác được khoảng hơn 50.000 tấn hải sản như tôm, cá, mực, ghẹ, ốc hương bằng 50,5% kế hoạch, bằng 140% so với cùng kỳ. Đặc biệt, khi cảng cá Hải Châu đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động buôn bán hải sản của các tàu thuyền, thương lái tấp nập. Là xã cửa lạch nên toàn bộ diện tích mép nước được Hải Châu cho các hộ dân đấu thầu nuôi trồng hải sản mang lại hiệu quả kinh tế. Trong 6 tháng đầu năm 2016, sản lượng hải sản nuôi trồng ước đạt gần 400 tấn các loại như ngao, tôm, cua. Hoạt động chế biến hải sản của các cơ sở nhờ đó mà cũng khởi sắc, các sản phẩm nước mắm, mắm tôm, mắm chua, cá khô, mực khô, tôm nõn, thương hiệu Hải Châu đã có mặt khắp thị trường cả nước và từng bước khẳng định uy tín về chất lượng với người tiêu dùng. Thưa quý vị và các bạn, là xã Bái Ngang lại nằm trong quy hoạch của khu kinh tế Nghi Sơn, nên so với mặt bằng chung của một số xã trong toàn huyện thì Tĩnh Hải còn gặp nhiều khó khăn về phát triển kinh tế xã hội. Nhưng nhờ biết huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chủ động nắm bắt thời cơ và sáng tạo trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết của các cấp ủy đảng, sự chỉ đạo của chính quyền, xã Tĩnh Hải đã hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016. Trong 6 tháng đầu năm 2016, tình hình sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân xã Tĩnh Hải tuy gặp khó khăn vào đầu vụ do thời tiết rét đậm, song với sự chỉ đạo tích cực quyết liệt trong việc tổ chức gieo cấy lại trên toàn bộ diện tích lúa bị hư hỏng và tăng cường công tác chăm sóc, nên năng suất sản lượng một số cây trồng đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, vụ chiêm xuân được xã đưa vào gieo cấy với tổng diện tích là 141 hectare, tổng sản lượng cây lương thực có hạt ước đạt 535.000 tấn. Chăn nuôi tuy có giảm về tổng đàn nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ làm tốt công tác tiêm phòng, không có dịch bệnh xảy ra. Hiện nay, đàn bò của toàn xã là 350 con, đàn lợn 500 con và đàn gia cầm gần 4.000 con, hưu 27 con. Tuy không phải là thế mạnh nhưng nuôi trồng và đánh bắt hải sản cũng có vai trò quan trọng để thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng nuôi trồng và khai thác hải sản ước đạt 30 tấn. Tình hình kinh doanh dịch vụ thương mại, lao động của xã Tĩnh Hải đang có chiều hướng phát triển tốt. Trên địa bàn xã có 151 hộ sản xuất kinh doanh buôn bán nhỏ, gần 1.000 lao động làm việc tại công ty giày Anora và các công ty trong khu kinh tế Nghi Sơn. Đặc biệt trong phong trào toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, Tĩnh Hải đã huy động có hiệu quả sức dân, đóng góp ngày công, vật chất, hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn, lồng ghép với các chương trình dự án hỗ trợ, nhất là về các hạng mục đường điền trường trạm, các hoạt động xây dựng cơ bản, quản lý tài nguyên môi trường, kiểm kê giải phóng mặt bằng và tài chính thu chi ngân sách được thực hiện chặt chẽ đúng tiến độ đặt ra. Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, trong 6 tháng đầu năm 2016, xã Tĩnh Hải quan tâm đầu tư đến công tác giáo dục y tế và làm tốt việc chi trả các chế độ chính sách an sinh xã hội. Các hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao, cổ động tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp diễn ra sôi nổi phấn khởi, thực sự là ngày hội của toàn dân. Tình hình an ninh quốc phòng được đảm bảo, giải quyết kịp thời các vụ việc nổi cộm, góp phần để đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tĩnh Hải phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Nói về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tĩnh Hải cho biết: đối với Ủy ban nhân dân xã Tĩnh Hải thì chúng tôi có cái chương trình giải pháp về các lĩnh vực như sau: về phát triển kinh tế, thì đối với xã Tĩnh Hải là một cái xã là diện tích đã bàn giao gần 2 phần đất nông nghiệp cho các dự án. Tuy nhiên thì số diện tích còn lại thì chúng tôi sẽ tổ chức cho nhân dân là tổ chức sản xuất những cái cây trồng cho nó phù hợp
với cái diện tích và làm sao để đảm bảo khép kín được cái diện tích cây trồng, và tổ chức cho nhân dân là nạo vét các tuyến mương tiêu, rồi làm sao đảm bảo được cái tiêu úng để phục vụ cho cái cây trồng nó không bị ngập lụt trong cái mùa mưa lụt. Tiếp tục triển khai và chủ động trong cái việc là phòng chống bão lụt, thì xã tháng 4 năm 2016 xã đã tổ chức xây dựng đề án, rồi cũng như thì phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban phòng chống bão lụt. Thì chúng tôi đang còn tổ chức vận động nhân dân là mỗi hộ là đóng một cái cọc tre dài 3 mét để góp cùng với địa phương trong cái việc là đảm bảo được cái cơ sở vật chất cho công tác phòng chống, là duy trì cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là xã phối hợp với Lọc Hóa Dầu Nghi Sơn với an ninh dầu khí trong việc đảm bảo an ninh trật tự trên mặt bằng của dự án. Vụ thu mùa năm 2016, huyện ta có kế hoạch gieo cấy 6.000 hectare lúa. Tuy nhiên, đến nay toàn huyện vẫn còn khoảng gần 500 hectare lúa chưa cấy được do không có nước, và khoảng 2.000 hectare lúa đã cấy có nguy cơ bị chết nếu trời tiếp tục nắng và không có mưa. Thời gian qua, để đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, huyện đã chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu chi nhánh Tĩnh Gia tăng cường kiểm tra, đánh giá nguồn nước ở các hồ đập và căn cứ vào tình hình thực tế của từng xã để điều tiết nước hợp lý, nhất là các xã cuối nguồn và sử dụng máy bơm có công suất lớn, bơm nước ở các kênh vào đồng ruộng để nhân dân có nước gieo cấy. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kéo dài nên có 80% hồ đập trên tổng số 45 hồ đập nhỏ của huyện đều đã cạn nước. Vì vậy, hiện còn khoảng 500 hectare lúa của huyện chưa được gieo cấy. Mặc dù cuối tháng 7, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1 đã gây mưa trên diện rộng tại nhiều địa phương trên địa bàn huyện, song lượng mưa không đáng kể nên chỉ có tác dụng hạ nhiệt và giúp giảm bớt sự gay gắt của tình trạng hạn hán. Tại nhiều hồ đập, mức nước không được cải thiện. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo bà con nông dân ngừng toàn bộ việc cấy sạ và chuẩn bị quỹ đất chuyển sang trồng ngô, lạc, thu đông. Tuy nhiên, việc chuyển đổi những cây trồng này vẫn phụ thuộc rất lớn vào thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng, Nhà nước, Hội nạn nhân chất độc da cam các cấp cùng cấp ủy chính quyền, nhiều nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn huyện ta đã không cam chịu đói nghèo, vượt lên nỗi đau da cam, phát triển kinh tế, tạo dựng cuộc sống, trở thành những người làm kinh tế giỏi, doanh nhân thành đạt. Những người mẹ, người chị đã vượt lên nỗi đau mất mát, khó khăn, vất vả, không quản ngày đêm, âm thầm lặng lẽ chăm sóc chồng, con là nạn nhân da cam. Trong chiến tranh xâm lược Việt Nam, đặc biệt là giai đoạn từ năm 1965 đến năm 1971, đế quốc Mỹ đã dùng nhiều loại chất diệt cỏ với mục tiêu phá hủy rừng cây nhằm loại bỏ lớp ngụy trang tự nhiên của quân đội Việt Nam, hủy hoại cây trồng và nguồn lương thực của quân đội. Trong đó có hơn 43 triệu lít chất độc hóa học da cam. Đây được xem là cuộc chiến tranh hóa học có quy mô lớn nhất, gây hậu quả thảm khốc nhất trong lịch sử loài người do đế quốc Mỹ tiến hành tại Việt Nam. Chất độc màu da cam có chứa dioxin, một loại độc tố kinh khủng nhất mà con người biết đến. Dù chiến tranh đi qua, nhưng hàng triệu người Việt Nam và những thế hệ sau vẫn đang phải gánh chịu hậu quả của chất độc màu da cam. Hình ảnh những trẻ em dị tật, bị mù, câm, điếc, tâm thần hoặc có hình hài dị dạng tại các vùng bị nhiễm chất độc và trong các gia đình cựu chiến binh đang trở thành nỗi đau và gánh nặng to lớn. Hàng vạn người đã chết trong đau khổ, hàng chục vạn trẻ em bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, sống thực vật. Nhiều phụ nữ không được hạnh phúc, làm vợ, làm mẹ. Nhiều người là nạn nhân đang chết dần, chết mòn, từng ngày, từng giờ quằn quại trong nỗi đau da cam. Tại huyện Tĩnh Gia, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, theo tiếng gọi của non sông đất nước, hàng vạn người con ưu tú của quê hương đã lên đường nhập ngũ và trực tiếp chiến đấu ở các chiến trường BCK. Và trong cuộc chiến bảo vệ tổ quốc ấy
đã có biết bao người không may mắn bị nhiễm chất độc màu da cam dioxin do quân đội Mỹ xả xuống chiến trường. Giờ đây, chiến tranh đã lùi xa 41 năm, song nỗi đau về thể xác và tinh thần do chất độc màu da cam dioxin vẫn đang hành hạ họ và gia đình. Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện ta có trên 1.200 người là nạn nhân bị nhiễm chất độc hóa học. Ngoài số nạn nhân trực tiếp, đến nay đã có gần 200 hộ gia đình có con, cháu ở thế hệ thứ hai, thứ ba là nạn nhân gián tiếp bị dị dạng, dị tật. Họ là những người nghèo nhất trong những người nghèo, những người đau khổ nhất trong những người đau khổ và bất hạnh nhất trong những người bất hạnh. Thực hiện đạo lý truyền thống đền ơn đáp nghĩa với những người có công với nước, đảng, nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách, giải pháp để chăm lo đối tượng người có công nói chung, nạn nhân chất độc màu da cam nói riêng. Ngày 10 tháng 1 năm 2004, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam được thành lập với mục đích là chăm lo, giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi và là chỗ dựa tinh thần, vật chất và pháp lý trong cuộc sống cho các nạn nhân. Và ngày 10 tháng 8 hàng năm được lấy làm ngày cả nước hành động vì nạn nhân chất độc da cam là một minh chứng cho điều đó. Chỉ sau 4 năm thành lập, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, năm 2008, Hội nạn nhân chất độc da cam huyện Tĩnh Gia được thành lập và đi vào hoạt động. Với phương châm và tôn chỉ mục đích hoạt động của mình, trong những năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam huyện cũng như các hội cơ sở đã tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nêu cao các nạn nhân tiêu biểu vượt khó vươn lên, những tấm lòng vàng của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về hậu quả của thảm họa da cam, tạo sự đồng cảm, chia sẻ, nâng cao trách nhiệm của cộng đồng xã hội trong việc chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân da cam. Bên cạnh đó, hội còn tuyên truyền vận động quyên góp gây quỹ, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân. Từ nguồn kinh phí ủng hộ, quyên góp được, trong những năm qua, các cấp hội đã làm mới và sửa chữa 17 nhà tình nghĩa bằng 460 triệu, tặng xe lăn, xe lắc cho 49 nạn nhân, hỗ trợ gần 50 triệu đồng cho 25 nạn nhân chất độc da cam để chữa bệnh, đầu tư sản xuất, chăn nuôi, tổ chức đi thăm, hỏi, tặng quà cho gần 1.000 đối tượng với tổng giá trị gần 1 tỷ đồng. Được sự quan tâm giúp đỡ của toàn xã hội và Hội nạn nhân chất độc da cam các cấp, vì vậy, đến nay, nhiều nạn nhân ở các địa phương trên địa bàn huyện đã vượt qua mặc cảm về sức khỏe, bệnh tật, tích cực tham gia lao động, sản xuất, phù hợp với điều kiện của bản thân, góp phần xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm kinh tế giỏi, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, như nạn nhân Lê Trọng Cương, thôn Văn Nhân, xã Hành Nhân, với cơ sở xây dựng, cơ sở dịch vụ, đại lý thu mua nông sản xuất khẩu như lạc, đậu, vừng, trên 100 tấn trên một năm, tạo công ăn việc làm cho từ 15 đến 20 lao động là con em tại địa phương với mức thu nhập từ 3 đến 4 triệu đồng trên một tháng. Ông Nguyễn Văn Lành ở thôn 11 xã Hải Lĩnh đã cùng với các con trong gia đình mở hai xưởng sản xuất mộc. Hàng năm trừ chi phí thu nhập về trên 100 triệu. Tiêu biểu cho tinh thần vượt khó vươn lên ổn định cuộc sống đó là nạn nhân Vũ Hồng Quế ở thôn Hồ Thịnh, xã Tân Dân, về phát triển kinh tế, kết hợp làm cây cảnh và chăn nuôi gia cầm, mỗi năm doanh thu từ 200 đến 300 triệu đồng. Ông Vũ Hồng Quế tâm sự. Tôi thì tham gia chống Mỹ cứu nước, nhập ngũ năm 1971. Sau khi mà giải phóng miền Nam, thì tôi tiếp tục ở lại trong quân đội, phục vụ chống chiến tranh biên giới phía Bắc. Năm 1986 thì trở về địa phương. Thực ra mà nói là cái hoàn cảnh gia đình tôi lúc đó là cháu thì bị di chứng chất độc hóa học 4 năm trời chưa biết đứng, biết ngồi, biết đi. Nhưng mà hoàn cảnh gia đình thì đặc biệt khó khăn, nhưng mà phát huy truyền thống anh bộ đội của Hồ để cố gắng vươn lên, tạo mọi điều kiện trong sinh hoạt, xây dựng cái cuộc sống nông thôn mới
nhờ có cái sự chỉ đạo của tập thể cựu chiến binh, rồi của chính quyền địa phương, tôi đã thành lập cái mô hình trang trại chăn nuôi gà, bò, lợn. Thì báo cáo với các anh là hiện nay là cái thu nhập cho thấy đáng kể. Hàng năm là báo cáo với các anh là riêng về lợn thì trại lợn thì hàng năm cũng thu nhập từ 100 đến 200 triệu. Bò thì hàng năm thì thu nhập cũng được tới hàng trăm triệu. Lợn, gà, bò, mè thì nói chung là báo cáo với các anh là cố gắng phấn đấu vươn lên xóa đói giảm nghèo. Không chỉ vươn lên làm kinh tế giỏi, nhiều người mẹ, người cha đã vượt lên nỗi đau mất mát, khó khăn, vất vả trong cuộc sống. Không quản ngày đêm, âm thầm lặng lẽ chăm sóc chồng, con là nạn nhân da cam. Năm 1968, theo tiếng gọi của non sông đất nước, ông Nguyễn Xuân Ngơn ở thôn 3 xã Hải An cùng bao thanh niên trai tráng trong làng nhập ngũ lên đường tham gia chống Mỹ cứu nước. Hòa bình lập lại, ông trở về quê hương lập gia đình. Cũng là lúc cuộc đời ông rơi vào tuyệt vọng khi hai trong năm người con của ông đều ít nhiều bị di chứng của chất độc da cam. Trong đó, người con trai đầu đã mất từ khi còn nhỏ. Không lâu sau, người vợ cũng đã bỏ ông ra đi mãi mãi, để lại ông với bốn người con thơ dại. Nhưng dù khó khăn, vất vả, ông vẫn cố gắng vượt lên số phận, thay vợ nuôi dạy bốn con, trong đó có người con bị dị chứng chất độc da cam. Ông Nguyễn Xuân Ngơn chia sẻ. Sau khi là có tiếng gọi của Đảng, tôi thì bộ đội, năm 64, cho nên là tôi vào Nam, cho đến năm 71, 72 tôi về. Về thì tiếp tục công tác làm ở địa phương. Sau thời gian là sinh ra được gia đình, sinh ra được cháu đầu là cũng bị nhiễm chất độc da cam, bị mất. Rồi tiếp tục sinh ra ba cháu, bốn cháu nữa. Thì sau đó là ba cháu đã có hỏi ra không phải nhiễm, nhưng mà cháu cuối cùng là Nguyễn Thị Hiền là bị nhiễm chất độc da cam. Cho nên là sau khi là sinh ra cháu thì đến năm sinh ra năm 10 đến 10 tuổi thì mẹ cháu đã chết, thì tôi phải nuôi con cho đến nay là con 30 tuổi. Thì trong quá trình thì nuôi con thì cái cảnh gà trống nuôi con cho nên là cũng hơi vất vả vì điều kiện khó khăn, nhưng được sự quan tâm của nạn nhân chất độc da cam của huyện và xã cùng toàn thể là chính quyền địa phương động viên giúp đỡ tôi để là hoàn thành nhiệm vụ công tác và nuôi dưỡng con cho được tốt. Chấp nhận về làm vợ của một anh thương binh bệnh binh do bị nhiễm chất độc da cam. Cho đến nay đã hơn 30 năm trôi qua, hàng ngày chị Lê Thị Thuận, thôn Thành Công, xã Nguyên Bình vẫn làm lụng vất vả chỉ để chăm cho chồng và người con bị bại liệt bất động do bị di chứng bởi chất độc da cam dioxin, không một lời than trách. Năm 1981 thì tôi xây dựng gia đình với ông Mai Hữu Lý. Không may là bị nhiễm, ông Lý bị đi chiến trường bị nhiễm chất độc da cam. Thì đứa con thứ ba của tôi là không may là bị nhiễm chất độc, cho nên 20 năm nay là tôi phải chăm sóc cháu, chăm sóc chồng, chăm sóc con. Thì được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo thôn, xã, huyện, hội nạn nhân chất độc da cam đã quan tâm, và các ban ngành khác đã quan tâm đến gia đình để tôi cũng thêm cái nghị lực là để tôi chăm sóc chồng con được chu đáo. Đã 63 tuổi, đáng ra được nghỉ ngơi, nhưng đã 5 năm nay, từ khi chồng mất, cô Nguyễn Thị Lài, 63 tuổi, ở tiểu khu 1, thị trấn Tĩnh Gia, vẫn một mình sớm hôm, tần tảo chăm lo cho người con gái tật nguyền từ nhỏ, do bị di chứng của chất độc da cam từ người cha. Từ miếng cơm, giấc ngủ, đến cả việc sinh hoạt cá nhân, bao nhiêu khổ cực, đắng cay, người mẹ đều nếm trải và cố nước mắt vào trong để tiếp tục sống vì con.
cô chỉ lo đến khi sức khỏe yếu, không còn ai chăm sóc cho người con dị tật. Cô Nguyễn Thị Lại tâm sự. Khi anh đang còn thì tôi đi chợ bán hàng rau. Anh ốm là phải ở nhà kỹ, nghỉ đi chợ. Rồi chỉ việc ở nhà chăm cháu, giặt giũ, rồi nhà cửa, lo cơm nước cho cháu, vì cháu chả biết cái gì cả. Chỉ nằm một nơi, đại tiểu tiện nằm một nơi thì phải đút cho cháu ăn. Rồi chả biết cái gì cả. Thì là cũng hơi vất vả. Chiến tranh đã lùi xa 41 năm, đất nước ta đang đi trên đường hội nhập và phát triển. Những vết thương da thịt đã lành theo năm tháng, nhưng những vết thương da cam vẫn còn đeo bám và hiện hữu trong các gia đình nạn nhân chất độc da cam dioxin. Mong rằng trong thời gian tới, cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Hội nạn nhân chất độc da cam, sự chung tay của toàn xã hội sẽ là động lực để mỗi nạn nhân chất độc da cam vượt qua mặc cảm về sức khỏe, bệnh tật, tích cực tham gia lao động, sản xuất phù hợp với điều kiện của bản thân, góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống, hòa nhập cùng cộng đồng. Ông Mai Đức Danh, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam huyện cho biết. Chúng tôi xác định kết quả trên mới chỉ là kết quả bước đầu và còn hết sức khiêm tốn. Từ tình hình thực tế với chức năng, nhiệm vụ của mình, thời gian tới cần làm tốt một số nội dung cơ bản như sau. Một, các cấp hội từ huyện đến xã thị trấn thông qua hoạt động của mình phải thực sự là cầu nối giữa nạn nhân và cộng đồng xã hội. Để thực hiện được mục tiêu trên, trước hết tổ chức cán bộ hội các cấp phải luôn bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình nhu cầu nạn nhân, trên cơ sở đó làm tham mưu cho cấp ủy chính quyền làm tốt hơn cái chính sách chăm sóc và giúp đỡ nạn nhân. Mặt khác, tích cực tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về thảm họa da cam do chiến tranh của Mỹ gây ra, tích cực hưởng ứng phong trào vì nạn nhân chất độc da cam, tham gia chăm sóc giúp đỡ gia đình nạn nhân và nạn nhân bằng hành động cụ thể của mình với tinh thần tự giác và ý thức trách nhiệm cao nhất. 2. Tích cực vận động giáo dục hội viên thực hiện nghiêm cái đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, làm tròn bổn phận trách nhiệm của công dân, luôn tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự quan tâm của cấp ủy chính quyền và sự giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, trên cơ sở đó mà tích cực rèn luyện vượt lên bệnh tật, xây dựng cuộc sống và hòa nhập cộng đồng xã hội. 3. Là luôn chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức hội vững mạnh, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nhân dịp này, thay mặt cho Hội nạn nhân chất độc da cam huyện nhà, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các tập thể trường học, các nhà hảo tâm và nhân dân trong và ngoài huyện thời gian qua đã đồng hành và giúp đỡ nạn nhân cả về vật chất và tinh thần một cách kịp thời, thiết thực và hiệu quả. Mong rằng thời gian tới tiếp tục nhận được sự chia sẻ, cảm thông, rộng lòng nhân ái của tập thể cá nhân trong và ngoài huyện, góp phần xoa dịu cái nỗi đau da cam, giúp cho nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống và hòa nhập cộng đồng xã hội. Đường phố đã vào hè, bạn bè đã vào hè, mà sao em còn trong mê mãi? Đường phố đã vào hè, con ve đã kêu hè, mà sao em còn trong đớn đau? Do it.
không còn nhìn đâu thấy nữa. Ôi đứa em cún côi, từ nay không còn được ca hát nữa. Giết bằng chất độc màu da cam, chúng giết bằng chất độc màu da cam. Chất độc màu da cam năm xưa đã giết chết mẹ tôi trong một trận ca. Để lại cho tôi đứa em khốn côi, tôi nuôi từng giọt đời, từng giọt nắng dành lại cho em, từng bóng đêm, từng nụ hồng cuộc sống. Từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 7 năm 2016, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ và trật tự công cộng. Qua công tác tuần tra kiểm soát,
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện đã phát hiện 40 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hành chính 26 trường hợp, tạm giữ giấy tờ xe mô tô 36 trường hợp, tạm giữ xe mô tô 2 trường hợp, tạm giữ giấy tờ xe ô tô 2 trường hợp, tạm giữ xe ô tô 1 trường hợp, thu nộp kho bạc nhà nước 16,7 triệu đồng. Tuy nhiên, từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 7 năm 2016, trên địa bàn huyện đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Theo đó, vào hồi 19 giờ 30 phút ngày 28 tháng 7 năm 2019, tại đường đi biển Hải Hòa thuộc thôn Vinh Tiến, Hải Hòa, Tĩnh Gia đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe mô tô biển kiểm soát 36U14053 với xe mô tô biển kiểm soát 72H84794. Hai xe chưa xác định được danh tính người điều khiển. Hậu quả, anh Hoàng Văn Lý, sinh năm 1996, ở thôn Nông Hải, Hải Hòa, anh Dương Công Hùng, sinh năm 1996, ở thôn Nhân Hưng, Hải Hòa, và anh Lê Văn Bình, sinh năm 1996, ở thôn Phú Quang, xã Nguyên Bình, bị thương nặng. Hai xe mô tô hư hỏng nặng. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa, thông báo cho các thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. 1. Thí sinh cần liên hệ với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa để nhận phiếu thống kê kết quả điểm thi theo mẫu của Bộ Công an, kiểm tra đối chiếu với phiếu đăng ký xét tuyển vào các trường Công an Nhân dân, phiếu số 02, để chỉnh sửa nếu có, thông tin cá nhân, họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, giới tính, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên và điển điểm 3 môn thi theo khối đã đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Phòng cháy chữa cháy. Thí sinh không chỉnh sửa khối, ngành, hệ trung cấp đã đăng ký xét tuyển. 2. Thí sinh cần liên hệ với trường Trung học Phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, địa phương và các điểm đăng ký dự thi, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia để nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông tạm thời. Đối với những thí sinh tốt nghiệp năm 2016 và giấy chứng nhận kết quả thi bản chính, bản đóng dấu đỏ do đơn vị tổ chức thi cấp. 3. Thí sinh chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ phục vụ cho việc xác nhận xét tuyển chính thức vào các trường Công an Nhân dân, gồm phiếu đăng ký xét tuyển vào các trường Công an Nhân dân, phiếu số 2, bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông đối với những thí sinh tốt nghiệp trước năm 2016 hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông tạm thời đối với những thí sinh tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2016, giấy chứng nhận kết quả thi bản chính do đơn vị tổ chức thi cấp, bản đóng dấu đỏ, giấy chứng nhận kết quả thi do đơn vị tổ chức thi cấp, bản photo, phiếu thống kê kết quả thi Trung học Phổ thông năm 2016 theo mẫu của Bộ Công an, các văn bản liên quan để điều chỉnh thông tin cá nhân, họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, giới tính, khu vực ưu tiên, đối tượng ưu tiên. 4. Thí sinh đến Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 2, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa để nộp các văn bản trên cho cán bộ tuyển sinh từ ngày 1 tháng 8 năm 2016 đến hết ngày 3 tháng 8 năm 2016. 5. Trường hợp thí sinh chưa kịp nộp hồ sơ trong thời gian trên có thể trực tiếp nộp tại trường Đại học Phòng cháy chữa cháy trước 15 giờ ngày 9 tháng 8 năm 2016 với điều kiện phải có xác nhận, đóng dấu của phòng tổ chức cán bộ, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa vào phiếu thống kê kết quả điểm thi của thí sinh. 6. Thí sinh cần theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo Công an Nhân dân, địa chỉ website của các trường Công an Nhân dân, các báo điện tử để biết điểm trúng tuyển vào các trường Công an Nhân dân. 7. Sau khi có kết quả trúng tuyển, đối với các thí sinh vừa trúng tuyển vào trường Công an Nhân dân, vừa trúng tuyển các trường dân sự, cần cân nhắc để nộp giấy chứng nhận kết quả thi bản chính do đơn vị tổ chức thi cấp, bản đóng dấu đỏ, để xác nhận nguyện vọng chính thức nhập học các trường Công an Nhân dân cho đơn vị sơ tuyển. Đối với các thí sinh không trúng tuyển các trường Công an Nhân dân, có thể đăng ký xét tuyển vào các trường dân sự hoặc hệ dân sự của các trường Công an Nhân dân theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong các đợt xét tuyển bổ sung. 8. Các thí sinh đã nộp giấy chứng nhận kết quả thi do đơn vị tổ chức thi cấp, bản photo cho đơn vị sơ tuyển để xác định nguyện vọng chính thức xét tuyển vào các trường Công an Nhân dân chỉ được đăng ký xét tuyển thêm một trường ngoài ngành công an trong đợt 1 xét tuyển, đăng ký xét tuyển thêm 2 trường ngoài ngành công an trong các đợt xét tuyển bổ sung. Những thí sinh nào cố tình đăng ký xét tuyển thêm trường trái quy định sẽ bị Bộ Giáo dục và Đào tạo xóa một trường bất kỳ của thí sinh đăng ký trên phần mềm quản lý xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuyển nhân viên phòng khám răng hàm mặt bác sĩ Tuấn,
cần tuyển 3 điều dưỡng răng hàm mặt. Điều kiện: những người đã có chứng chỉ hành nghề chuyên ngành răng hàm mặt, ưu tiên những người đã có kinh nghiệm làm việc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Lương theo thỏa thuận. Thông tin chi tiết xin liên hệ bác sĩ Vũ Trọng Tuấn, điện thoại 0986 299 326 hoặc phòng khám đa khoa răng hàm mặt bác sĩ Tuấn, thôn Đào Duy Từ, xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Thanh Hóa tuyển sinh năm 2016 là trường đào tạo nghề công lập có 55 năm hình thành, xây dựng và phát triển. Đến nay, nhà trường đang đào tạo nghề ở 3 hệ: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp nghề, với quy mô đào tạo 4.000 học sinh sinh viên. Đối tượng tuyển sinh là những người tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông theo hình thức xét tuyển bằng học bạ, cụ thể như sau. 1. Học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, nếu học trung học phổ thông và trung cấp nghề, thời gian đào tạo từ 3 đến 3,5 năm, được giảm 50% học phí, nhập học ngày 5 tháng 9 năm 2016. Nếu học trung cấp nghề, thời gian đào tạo từ 1 đến 2 năm, được miễn 100% học phí. 2. Học sinh hoàn thành chương trình trung học phổ thông chưa tốt nghiệp, học trung cấp nghề, thời gian đào tạo từ 1 đến 2 năm. 3. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, học cao đẳng nghề, thời gian đào tạo từ 2,5 đến 3 năm, nhập học ngày 20 tháng 9 năm 2016, gồm các ngành nghề sau: điện công nghiệp, điện tử, điện lạnh, điện nước, công nghệ ô tô, xe máy, công nghệ hàn, cắt gọt kim loại, nguội chế tạo, lắp ráp, may và thiết kế thời trang, kế toán doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, công nghệ thông tin, lắp ráp máy tính, quản trị mạng. Học sinh sinh viên được ở nội trú miễn phí. Với phương châm học nghề để có việc làm và cuộc sống ổn định, hiện nhà trường đang có quan hệ cung cấp lao động cho gần 40 đơn vị trong và ngoài tỉnh. Học sinh sinh viên có cơ hội thuận lợi cho việc trải nghiệm thực tế trong quá trình học tập và được nhà trường giới thiệu việc làm miễn phí sau khi tốt nghiệp. Chi tiết xin liên hệ Trung tâm Tuyển sinh và Việc làm Trường Cao đẳng Nghề Công nghiệp Thanh Hóa, số 64 đường Đình Hương, phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, điện thoại 0373 960 182. Hiệu trưởng đã ký Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng. Thông báo: công ty xe máy điện Hakita và HKBuy thông báo, để động viên các em học sinh trước khi bước vào năm học mới 2016-2017, hiện nay công ty đang triển khai chương trình ưu đãi đối với học sinh sinh năm 2001 hoặc các em thuộc diện gia đình có hoàn cảnh khó khăn khi mua xe máy điện sẽ được công ty giảm giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng nếu có một hoặc cả hai chính sách trên. Lưu ý, khi các bậc phụ huynh đưa con em đi mua xe, cần mang theo sổ hộ khẩu và giấy xác nhận hộ nghèo. Thời gian ưu đãi từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 6 tháng 10 năm 2016. Thông tin chi tiết xin liên hệ đại lý phân phối số 1 huyện Tĩnh Gia tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Kim Anh, quốc lộ 1A, gần cổng bệnh viện đa khoa khu vực Tĩnh Gia, thôn Xuân Hòa, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia. Điện thoại 0373 970 918. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Thông báo tuyển nhân viên. Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và đầu tư Kim Anh thông báo tuyển nhân viên như sau. 1. Nhân viên bán hàng xe máy 3 người. 2. Nhân viên kế toán 2 người. 3. Thợ sửa chữa xe máy, xe đạp điện 2 người. 4. Tạp vụ 1 người. Yêu cầu: nhân viên kế toán tốt nghiệp từ trung cấp trở lên, thợ sửa chữa xe máy, xe đạp điện có tay nghề và kinh nghiệm từ 2 năm trở lên, lương theo thỏa thuận. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ ông Nguyễn Đăng Kim, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu và đầu tư Kim Anh, thôn Xuân Hòa, xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia. Điện thoại 0912 690 686. Chà, đi cắm trại 2 ngày trời về mà thấy em gái của anh tươi tỉnh quá nha. Nhìn em tươi như vậy là có bí quyết đó anh hai. Bí quyết gì? Nói cho anh hai nghe được không? Đó là nhờ một sản phẩm giải khát vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe mà cả hội tụi em đều mê tiếc. Loại nào vậy em gái? Tasty chanh leo đó anh.
tụi em đem theo uống thấy vừa đã khác lại vừa khỏe ra nữa. À, Tasty chanh leo là sản phẩm mới của nhà máy nước khoáng Thạch Bích, được sản xuất từ nguồn nước khoáng nóng cùng hàm lượng vi khoáng nhẹ, kết hợp nước cốt chanh leo thiên nhiên thơm mát, vừa giải khát vừa cung cấp năng lượng cho cơ thể. Đúng rồi đó, sao anh hai biết? Em gái quên anh hai là dân thể thao sao? Đám bạn của anh đứa nào cũng thích uống Tasty chanh leo hết, vì uống vừa ngon lại vừa có sức khỏe dẻo dai. Tưởng khoe được với anh hai loại sản phẩm mới này của nhà máy nước khoáng Thạch Bích, ai ngờ anh hai còn rành hơn các em. Chưa hết đâu nha, chanh leo có chứa nhiều axit amin, cung cấp hàm lượng vitamin C và vitamin A rất dồi dào. Vậy là Tasty chanh leo tốt cho tất cả mọi người. Đúng là anh hai của em cái gì cũng biết. Tasty chanh leo, vừa ngon vừa khỏe, sản phẩm của Thạch Bích. Chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia được phát trên sóng FM tần số 96MHz đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung và biên tập Văn Tuấn, phát thanh viên Huyền Diệu, Hà Phương, Tuyết Minh, kỹ thuật sản xuất chương trình Xuân Lượng, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Văn Tú, Viết Mậu, Trung Luyến. Chương trình truyền thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Tĩnh Gia được truyền tải trên mạng Internet tại địa chỉ truy cập tinhgia.vn và truyền hình tinhgia.com. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.